Em đi buồn là hả? Dạ. Ok. Em tự đặt hay có người nhà đặt cho em? À, em tự đặt. Em tự đặt hả? Nhỏ này mà xài điện thoại rồi hả? Rồi lên lên đi. Ok giờ em lấy này ra đây. Bao nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi là em phải kêu chú luôn á em. Biết đường đi không ta? Đi này đúng không? Đi đâu mà sao đi có một mình vậy? Dạ. Con đi đâu mà đi có một mình vậy? À, sao ba mẹ không đưa đón mà bắt đi xem mình vậy? Ba mẹ có ở nhà. Hả? Ba mẹ có ở nhà. À, là đi học là tự đi học không thôi hả? Quay, chú quay TikTok hả? Đúng rồi, chú quay TikTok á. Chú có quay YouTube nữa. Tí nữa về về ấn đăng ký kênh chú nha. Tên TikTok của chú là anh tài xế 532. Con cũng chơi TikTok nữa hả? Dạ, con chơi chưa mà chơi gì? Trời ơi, gì cũng biết hết vậy. Có bạn gái chưa? Chưa. Chưa có bạn gái. Biết chơi TikTok mà chưa có bạn gái à? Đây hả? Chị vô đây. Chị vô không? Ok, trời ơi, vô có xíu vậy. Rồi, của con 15 ngàn. Đợi đợi chút xíu. Hả? Vô lấy tiền hả? Ờ, vô lấy đi. 15 nghìn. Hai mươi nghìn là thớt lại mấy nghìn? 5 nghìn á. Ok. 5 nghìn đây. Ăn kẹo không? Chú cho này nè. Đấm với chú một cái. Đấm đi, chú đấm không? Ok. Bye bye nha. Ok, hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là tài xế đây. Thì hôm nay mình có hai cái tin cho anh em. Đó là một tin vui và một tin buồn. Mình nói tin buồn trước hơn. Thì cái tin buồn á, đó là cái app admin của mình nó đã bị ban rồi anh em. Nó đã bị khóa rồi. Anh em đợi tôi tí để tôi kiếm đường tôi đi ra cái. Ra đường nào nhỉ? Quang Trung ở đây nữa trời. App admin của tôi nó bị công ty khóa rồi. Lý do đó là hồi bữa tôi đăng cái clip đăng cái clip vô hẻm 15B á anh em. Đăng xong cái tôi không biết là bị khách hay là bị bạn của khách báo cáo lên admin nữa. Rồi xong cái thanh tra admin điện tôi, xong rồi khóa app tôi luôn rồi anh em. Khóa 7 ngày xong rồi yêu cầu tôi trình diện các kiểu ba la ba la rồi này kia các kiểu. Thì cái đó thì từ từ để tôi giải quyết như thế nào. Và một cái tiếp theo đó là tin vui, nếu mà tôi bị khóa là tôi có thể quay video cho anh em nhiều hơn về check với Bi nữa, tại vì tôi không còn app Bimin để chạy anh em. Tôi không nghĩ một ngày nào đó app Bimin của tôi có thể bị bay màu sớm như vậy. Mày ngu mày chết mẹ mày đi. Sao khó đường ra nhỉ? Má đi, nãy giờ tôi không biết tôi đang đi đâu luôn anh em. Tôi đang không biết tôi đi đâu luôn ấy. Má gì mà đường gì lạ quắc vậy? Ok, thì cái chuyện đó bỏ qua một bên đi. Hôm nay ra kiếm tiền anh em ơi. Cái nào khó thì mình lấy cái khác mình kiếm tiền. Có nhiều cách để kiếm tiền mà. Bây giờ hôm nay ra xe là hôm nay ra xe 7:30. Thì nói chung là cố gắng kiếm ít nhất 200, không biết được không. Cố gắng nha anh em. Tài rất là đông rồi nên là cạnh tranh sân đồng tiền với nhau luôn ấy. Hồi nãy tôi ở nhà tôi cũng vừa bật áp lên thôi. Thì nó dính luôn cái đơn của con nhóc ấy. Cũng gần nhà thôi, chạy qua đón luôn. Rồi cũng gần đường Quang Trung. Cái bối cảnh này nó quen quá anh em nhờ. Thì tại vì tôi ở ngay hút Quang Trung Tân Sơn mà cứ bật áp lên là nó nổ đơn, là cứ đi vòng vòng ở đây thôi chứ đâu có đi đâu đâu. Nhưng mà cứ từ từ nó sẽ nổ đi xa xa nè, thì nó sẽ đi nhiều nơi anh em cứ yên tâm nha. Anh em không lo là phải chén một khung hình. Chỗ cũ anh em ơi, đứng đây xíu nha. A few moments later. Ok, ngồi chưa được 5 phút là có đơn luôn anh em. Đường bay tiếp nha. Nhưng mà đơn này đi có gần xịt rồi. Tầm 100m, 200m gì đấy. Nhưng mà đi đó hơi xa. Tầm
gần cây. Đưa đò như này không có đủ chỉ tiêu đâu anh em, đưa đò nó ít tiền lắm, có mấy ngàn à, 8-9 ngàn, 10 ngàn à. Giờ cô chết mà giờ đêm á, anh em đi mấy đường cá mập á, mấy đường xa thì mới có tiền, chứ mà cứ đưa đò hoài là chạy mấy chục phút, hai mấy phút có 300 ngàn á anh em. Ồ, địa chỉ của chị đúng định vị không? Tại em đi tới 228 là nó hết rồi, tới 250 luôn. 242 nhưng mà ý là em đi tới 228 là nó hết số, nó lên tới 250 luôn. 242 Thống Nhất đúng không? Mình gặp khách cọc rồi các bạn. Cái vấn đề là 242 nó nằm ở đó. Các bạn nhìn nha, cái này 236 nè. Mình đang đứng này 236, có nó nhảy qua đây là 278, 282. Đấy. Địa chỉ nó tào lao vậy đó. Giờ gặp khách, mình nói chuyện với khách, mình khách cọc với mình đó chứ. À giờ không biết khách đứng đâu luôn á. Ờ, chị đứng đâu vậy? Em đang đứng ngay góc ngã tư Nghĩa Văn Lượng với Thống Nhất nè. Em đang đứng ngay đầu hẻm 242 đây. 242 Thống Nhất phường 10 đây, em đang đứng đây. Đúng rồi, em đang đứng ngay đường Thống Nhất hẻm 242 chị. Trời ơi, mình đón cuốc xe mà mình cọc luôn đó các bạn. Chị đặt xe hả? Ừ. Hẻm 242 đầu hẻm ở ngoài kia mà. Ở đây này, này hẻm 242 đi luôn này. Số, số đi luôn. Cái này của em đấy hả? Không, ý là hẻm 242 là phải đầu hẻm chứ chị đứng đây là trong hẻm rồi. Chị đang ở hẻm 242 phường 10 Thống Nhất này nè, là nằm đây này. Thì em hiểu rồi. Em hỏi chị đứng đầu hẻm hả? Đầu hẻm là ngoài kia kìa. Chứ đỡ này vô trong hẻm rồi mà. Đây cho mượn. Dạ đúng rồi. Có chuyện 14 nè. Rồi em cảm ơn. Cảm ơn em nha. Dạ rồi. Ơ các bạn thấy không? Đứng thì đứng trong hẻm. Mình điện mình hỏi thì cứ khẳng định là đứng đầu hẻm. Sự bực mình. Mình nói thiệt, mình cố gắng mình kìm nén lắm luôn các bạn. Bình thường tại vì hôm nay cũng là gọi là đi làm clip này kia cho nên là cũng không có cọc, cố gắng mình kìm giọng xuống mình nói chuyện. Cuối cùng thì cũng xong cuốc xe. Không phải thấy cái con gấu của tôi, thích con gấu của tôi đó chứ. Muốn xin hay gì? Giờ đứng ngay Lotte Nghĩa Văn Lượng này. Hy vọng sẽ có đơn nha anh em. Ok anh em ơi, ngồi tầm 20 phút nó mới có đơn. Nhưng mà nó toàn là đưa đò các bạn, đi đò chút xíu luôn à. Để sao đủ tiền được trời, còn đi tầm có 1 cây, 2 cây luôn à. Thì chỉ đây rồi người đâu. Chị đặt xe đúng không, con Chung đúng không? Dễ thương không? Ờ, số mấy quan Trung vậy chị? Trời ơi, tôi đến chậm một bước rồi anh em. Không thấy gì không? Chậm một bước rồi. Phải chi nhanh xíu nữa là đón được cái sinh rồi. Chậm một bước thôi. Ok. Còn đưa đò không à. Giờ đang ở ngã tư Nguyễn Kiệm với Quang Trung nên em qua McDonald's đứng một xíu nha. Mình ít khi đậu đây lắm các bạn. Em đi Nguyễn Thái Sơn hả? Đây vậy. Năm sáu
ở đây hả? Của em 15. Bé có vẻ không vui điều gì đó các bạn. Bắt xe mà mặt hơi quạo. Mình tới đó mà kiểu như cảm giác bạn hơi khó chịu điều gì đấy. Nên là mình cũng không bắt chuyện, không nói chuyện với bạn luôn. Nói chung anh em chạy xe, anh em nhìn mặt khách đấy. Khách vui vẻ anh em nở thì anh em nói chuyện với khách. Còn khách cảm giác khó chịu thì thôi, mình cứ im lặng và thực hiện chuyến xe an toàn là được rồi. Đang có chạy đứa xe luôn á. Mỗi lần lấy đường với quán mây cha này khủng hoảng tinh thần luôn. Mỗi cái đường các bạn tìm chỗ để xe thôi cũng là một chục hình để xe rồi bảo quản xe rồi kia thời gian. Đây may là nó có một cái bãi đất trống như thế này á. Ra lấy đèn cầu check thôi mà. Trời đông luôn các bạn, 20 phút mới xong cái đơn này luôn á. Bởi cái nón nó khá là nóng lực, trời đông luôn á. Lên lượt anh lấy mấy trà đúng không? Với anh 80 á. Trời đông luôn. Cảm ơn. Ở đây được không nhỉ? Đây kỹ đi. A few moments later. Ok, ngồi 30 phút rồi anh em ơi. Không ngủ đâu. Mới di chuyển thôi. Ở phút các bạn ơi, 126 như em chỉ phường 3 phút rồi. Chỉ có 4.4 sao rồi các bạn. Thu tiền mà thôi gọi tới được chắc. Alo chị đặt vô check đúng không chị? Rồi đợi tí nha. Anh lấy đơn vô check nha anh ơi. YouTube anh dạ? YouTube hả? Đúng rồi. Kênh anh kênh nào? Anh tài xế. Anh tài xế hả? Giữ ra. Lên liền cho một sức like liền. Chạy giờ quay luôn hả? Dạ. Anh bé hả? Đúng rồi. Ủa, thấy cái này chưa? Anh ơi, khách có nốt đó là không bỏ ché, ít chả bò, bù nem, không tỏi sống, nhiều xoài. Hả? Cái tóc mới tạo à, còn làm YouTube thì lâu rồi. Tối về coi có nhiều cái hay. cho một sub like nha. Rồi, đăng ký luôn rồi. Anh chạy tới mấy giờ? Em chạy còn hai đơn nữa là em về rồi, dán kiếm mà được. Để hôm nào qua đăng ký Shopee chạy nữa. Shopee đăng ký dễ mà đúng không? Nó không có đơn tới 12 giờ là hết, cũng ít đơn rồi. Mà chạy của chết á, nhiều có đơn đêm đó, đúng rồi vậy. Mà tại vì của chết chạy ít quá anh không nổ. Chạy đêm luôn hả? Tầm 1-2 giờ sáng về. Thôi đi nha. Ok, có nhiều nha. Vừa lôi kéo thêm được một subscribe nữa nè. Ghi chú anh có đọc được không? Đọc được đúng không? Ok. Đây là chuyện. Hết vô. Alo, em giao đồ ăn chưa? Đi đơn này xong rồi mình phải nạp tiền vào ví rồi. Thu tiền thôi mà. Đơn này 72.000. Rồi tối giờ đi 6 đơn.
order mới được có 60.500 đồng các bạn ơi. Gì đâu vậy? 72.000 đồng. Quay tiếp tục hành trình thôi. Trời ơi, mình chạy vòng vòng nãy giờ quận 3 Phú Nhuận rồi đi tàn, giờ ra tới phố đi bộ rồi các bạn. Là đúng một tiếng rồi đó, chưa nổ đơn luôn, ghê thiệt. À, nó tính ra mình tới bây giờ đi trời, cú phút hồi nãy giao xong tới giờ là một tiếng rồi đó các bạn. Chắc giờ mình ra đây mình điều hướng về Tân Bình luôn quá. Ngồi thêm xíu nữa không có đơn thì sẽ không về. Chứ mà sức đâu mà ngồi nổi các bạn ơi, ngồi đây nha. Hoặc điều hướng không ta? Bây giờ tôi sẽ ngồi đây tới 12 giờ. Bây giờ là 23:42 thì tôi sẽ ngồi đây tới 12 giờ. Nếu mà không có đơn xong rồi tôi sẽ bật điều hướng về. Ok ha. Nó không nổ đơn ngồi lì cũng mệt quá. Chạy vòng tốn xăng không được gì hết trơn anh em. 20 minutes later. Ok anh em ơi, mình điều hướng tầm gần 30 phút quá. Thì nó mới nổ đơn cho mình. Mình điều hướng về Tân Bình đó các bạn. Về ngay chỗ mình điều hướng là 500 đường Cộng Hòa. Thì nó cho một đơn điều hướng về đường Trường Chinh. Quá là tuyệt vời. Chung là khá là ế hơn. Không biết sao tự nhiên cứ càng về khuya là app mình nó lại không nổ các bạn. Mình để ý mấy lần rồi đấy. Nhưng mà mình sẽ cố gắng luyện thêm nữa. Thời gian sắp tới ha. Alo, cái hẻm 102 là chung với cái đường Nguyễn Văn Chán đúng không chị? Rồi em đang đứng ngay gần đầu đường luôn á nha. Vừa quẹo vào. Đúng không? Ôi, bây giờ là 12:30 rồi các bạn. Điều hướng cuối cùng cũng có đơn. Mình tưởng đâu ngồi tới 1 giờ sáng không có đơn là phải đi xe không về rồi đấy. Chị về Trường Chinh đúng không? Ok. Đợi em tí. Đợi em tí nha, để em đây cái gấu gần trước. Gấu ở đâu vậy? Gấu của em ấy. Mang lên tí. Hả, chị nói gì? Ở đây bán đồ ăn gì. À hả? Chị làm về chị ăn gì chưa? Xíu, nữa có nước bán lại được á. Chị cho em uống nước. Ok. Đi đâu có cái giỏ ngon gì vậy? Cái giỏ nào? À, cái này với ba lô mà, lau phải cái vỏ đeo cho nó cute. Cute thiệt á. Thì muốn mua nước đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Thì muốn nước ngọt hả? Muốn nước ngọt hả? Ui. Thôi, em không uống nước ngọt, cảm ơn chị. Của em 54.000. Làm tròn là 50 hả? 60 đi. Từ, đợi đấy. Là bây giờ Ok. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Ok, đợi tí. Ủa em gấp Phan Thiết luôn hả? Đúng rồi. Sao nói giọng nghe nó kỳ quá ta? Yeah. Anh có cái này cho em nè. Đấm với anh cái đi. Đấm với anh cái đi. Không, đấm với anh đó, đấm đó. Ừ, cho em nè. Chúc ngủ ngon. Bye bye. Giờ anh về nhà luôn.
tắt áp. Về thôi anh em ơi, về gần tới nhà rồi. À, nhiêu nhỉ? 40, hôm 40 với lại 60. Được có 100 ngàn anh em. Ra xe lúc 7:30 tới giờ 12 giờ. Gần 1 giờ sáng rồi, thôi về nhà luôn chứ sao giờ. Ơi, cuộc sống mưu sinh về đêm khá là chua chát. Nhưng mà không sao anh em ơi, thử thách nó chỉ mới bắt đầu thôi. Còn nhiều cái thử thách khác nữa. Ok. Trời ơi nó bụi. Trời ơi nó bụi. Bụi mà nó dí mình luôn á anh em. À, cái xe này nó bụi dữ trời. Ok, xin phép dừng video tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Nếu thấy hay nhớ ấn cho tôi nút đăng ký kênh nha anh em. Ấn like và để lại comment của anh em để mình có thể tương tác với anh em nha.